tại buổi họp báo ra mắt album mùa thu Tết của Giang Hồng Ngọc chiều nay ngày 14 tháng 10 năm 2019, nữ ca sĩ chính thức xác nhận với báo giới về việc mình sẽ lên xe qua với bố của Nam Nhi cô. Theo đó, đám hỏi sẽ diễn ra đơn giản và ấm cúng với không khí gia đình hai bên vào ngày 17 tháng 10, vừa đúng 10 ngày trước sinh nhật lần thứ 30 của Giang Hồng Ngọc. Và đám cưới sẽ diễn ra vào tháng 11 năm nay. Dù vậy, Giang Hồng Ngọc tạm thời chưa muốn tiết lộ đúng mực ngày cô sẽ mặc áo cô dâu về nhà chồng. Tháng 6 năm 2018, Giang Hồng Ngọc công khai hình ảnh thân mật cùng người bạn trai giấu mặt. Đặc biệt, nữ ca sĩ được cho là đã về quê ra mắt gia đình bạn trai và chấp nhận lời cầu hôn của anh. Sau khi công khai chuyện tình cảm, nữ ca sĩ được đông đảo bằng hữu gửi lời chúc mừng và mong sớm được tham dự đám cưới của cô khi cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, tình tứ bên nhau. Sau một năm sinh con, Giang Hồng Ngọc chính thức tái xuất với album mùa thu Tết. Và hạnh phúc thông báo tin vui, cô sẵn sàng lên xe qua với bạn trai doanh nhân và cũng là bố của Nam Nhi cô. Đám hỏi sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 10 này và đám cưới sẽ được tổ chức vào tháng 11 tới. Cách đây chưa lâu, Giang Hồng Ngọc chính thức thừa nhận cô và bạn trai đã có baby. Trước đó, trong thời gian mang bầu và sinh con, Giang Hồng Ngọc hoàn toàn im hơi lặng tiếng và từ chối trả lời truyền thông. Dẫu vậy, nữ ca sĩ người Đồng Nai xác nhận trong thời gian mang bầu, cô vẫn đi hát, nhập cuộc game show bình thường cho tới tháng thứ 7. Bầu 7 tháng, Ngọc vẫn đi show bên Mỹ. Qua đó, Ngọc chuyển dạ nên ở lại Mỹ sinh con luôn. Trong thời gian Ngọc sinh con, ba mẹ ở cạnh và chú Tâm Ngọc và Nam Nhi Ngọc rất tỉ mỉ, chu đáo. Một tháng sau, Ngọc đã đi hát quay về vì quá nhớ nghề, Giang Hồng Ngọc nói. Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với bạn trai doanh nhân bố của Nam Nhi cô, Giang Hồng Ngọc cho biết, thời điểm mới sinh con, cô bị trầm cảm khá nặng trĩu và có khoảng thời gian cực kỳ gian nan trong hôn nhân. Tuy nhiên, hiện tại cả hai đã đi qua nhiều thách thức và đang rất hạnh phúc. Cô nói chúng tôi đã trải qua những giai đoạn rất gian nan trong cuộc sống. Nhưng sau tất cả, chúng tôi vẫn chọn ở bên nhau. Và tôi rất cảm ơn.